nghi thức hàng ngày. Tùng chiêu dần đáng trực chi mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện như tức thời sanh tịnh độ, án vật đế luật ni ta ha, án vật đế luật ni ta ha, án vật đế luật ni ta ha. Chú tịnh pháp giới, án lam số 2, án lam số 2, án lam số 2, chú tịnh tam nghiệp, án ta phạt, bà phạt, trượt đà ta phạt, đạt ma ta phạt, bà phạt, trượt độ hám, án ta phạt, bà phạt, trượt đà ta phạt, đạt ma ta phạt, bà phạt, trượt độ hám, án ta phạt, bà phạt, trượt đà ta phạt, đạt ma ta phạt, bà phạt, trượt độ hám. Cúng hương, nguyện dân hương màu này cúng dường tất cả Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, thinh văn và nguyên giác cùng các bậc thánh hiền duyên khởi đài sáng chói khắp sông mười phương cõi, tỏa ngát các chúng sanh đều phát tâm bồ đề xa lìa các vọng nghiệp, nên chọn đạo vô thượng. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát đại chứng minh. Nam mô thượng hoàng chứng minh. Nam mô Phật mẫu chứng minh. Cầu nguyện Nam mô Di Lạc Vương Phú Quý Phật. Nam mô Di Lạc Vương Phú Quý Phật. Đệ tử chúng con nguyện nhất nguyện cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Di Lạc Vương Phật Vương Phổ phổ độ chúng sanh. Nhị nguyện cầu Cửu Huyền Thất Tổ được tịnh độ siêu thăng. Tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Răng Long Phước Thọ. Tứ nguyện cầu vạn dân bá tánh an cư lạc nghiệp, thế giới quốc thái dân an. Ngũ nguyện cầu Phật tổ Phật thầy Nam mẹ ngũ hành ông vua bà chúa trăm quan cụ thần, chư vị thánh thần sơn thần thổ thần thổ địa năm non bảy núi 12 phương cảm ứng chứng minh. Đệ tử chúng con nguyện thập phương thường trú Tam Bảo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, từ bi gia hộ chúng con bồ đề tâm kiên cố, tự giác giác tha giác hạnh viên mãn, cùng pháp giới chúng sanh một thời đồng chứng vô lượng chánh đẳng chánh giác. Khen ngợi cha mẹ đấng thiêng liêng vô thượng, cha mẹ của trời người, không gian cùng thủy thổ, cai quản mọi muôn loài, giọt nước trong con uống là giọt lợi mẹ ban, không khác dây ngưng nghỉ để con được bình an. Quán tưởng Phật, Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đệ châu di đạo tràng, mười phương chư Phật hiện hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin nguyện thời quy y. Nam mô sáu chữ Di Đà, tâm con phát nguyện vạn tâm với thiên đình. Nam mô sáu chữ Di Đà, tâm con phát nguyện vạn tâm với thiên đình. Nam mô sáu chữ Di Đà, tâm con phát nguyện vạn tâm với thiên đình. Đảnh lễ, chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện tại vị lai, thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tâm thường trụ Tam Bảo. Một lại. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thượng hoàng, Nam mô hoàng mẫu, Nam mô ta bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lạc tôn Phật, đại trí văn thù chư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát.
Chí tâm định lợi Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kính Thiên, Kính Thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên. Nhân sanh quả báo nhãn tiền, luân hồi vay trả truyền miên kiếp người, nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sức mạng đạo đời dương gian, rồi đây nắm giữ gian sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh đã biết ơn ai đã truyền. Ấy là trời Phật linh thiên giáng cơ mở đạo khắp miền nước non, Kính Thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định đâu còn bao xa. Lo sao xây dựng nước nhà, lo cho bá tánh hoang ca cuộc đời, thương con mẹ dạy mấy lời, rồi đây sẽ ứng ở thời cơ sao. Kính Thiên hai, Kính Thiên đã chiếu xuống trần, mở ra chánh đạo, thiên tâm cứu đời, ấy là ân phúc Phật trời ban cho Thái tử là người lập ra. Đây là chánh đạo không tà, luôn luôn tu niệm Di Đà Quan Âm, tu hành theo đúng thiên tâm Phật trời là chánh, không thêm đạo nào. Thế gian nay lắm lao đao, tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm, lắm người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian chìm đắm u mê. Cho nên Thượng Đế ra oai, mở ra thiên tâm đạo này trừ ma. Vậy thì Thái tử nghe ta, từ nay làm giáo chủ phải oai phong thay trời, không mê theo sát phàm trần, tu sao cho xứng với ân Thượng Hoàng. Kinh Sám Địa Mẫu. Phủ Hán Trung nơi huyện thành cố, tỉnh Thiểm Tây miếu cổ ứng linh, thượng tầng tỏ ảnh quang minh, chim loan mậu ngự truyền tin răng đời, kim ngôn mẹ đây lời bạch quyết, đức từ tôn tha thiết khuyên con, hiếu trung giữ vẹn cho tròn, mẹ hiền bố điện bảo toàn chúng sanh, tam nhật mậu tam thành kịnh mậu, tấm lòng son giọng thấu diêu cung, gia gia xâm hợp trùng phùng, dân an quốc thế hưởng chung thanh bình, mùa màng được tươi sinh sung túc, mẹ độ con từng phút từng giây, núi sông vũ trụ đó đây, chính do hoàng mẫu dựng gầy tạo nên, linh điện mẹ dưới trên phân rõ. Tâm chân kinh mẹ tỏa lời châu, hoàng thai đại đạo nhiệm màu, quá xanh bốn biển năm châu tươi nhừng. Phật mẫu ngự thượng tầng độ thế, điện chân linh phúc huệ rải ban, tâm kinh mẫu dạy rõ ràng, con lành hiếu thảo đàn tràng cung nghinh, phước lộc thọ hiển dinh do mẫu, trọn đủ thời kỳ mẫu hàng niên, dân an nước thành nhà yên, lời châu mẫu dạy gán chuyên tu trì. Thơ ngâm diệu quyền di cơ bút, mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh, xưa vua bàn cổ phong danh, diêu trì Phật mẫu quá sanh muôn loài, chân linh mẫu xét soi vũ trụ, điện âm dương kết tù anh nhi, thượng tầng mẫu ngự phương phi, phân ra thiên địa trị vì chúng sanh, địa mẫu truyền chân kinh tâm quyết, khí âm dương hội hiệp cùng nhau, mưa hòa gió thuận tươi màu, quá sanh nhân loại ngạt ngào, chân thân dạy ai mới bước lần đường đào, phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh, lời châu mẹ dạy quyền linh, hoàng thiên xá tội hiện dinh thanh nhàn, cầu lệnh mẹ bảo toàn sanh chúng, đồ nhân sinh giữ đúng hạnh tiên, từ đây thiên địa phân riêng, âm dương chân khí linh nguyên chặn rời, nhật nguyệt tinh phương trời sáng tỏ, mái quyền di hiện rõ thần thông, mẹ phân nam bắc tây đông, bốn phương tám hướng bao dòng càn khôn, điện thiên mẹ bảo tồn vĩnh cửu, chốn trung ương mẹ thụ địa châu, linh quang chiếu sáng nhiệm màu, thiên tiên bảo dưỡng gồm thâu nhân lành, phu quân mậu trường sanh bất lão, tài cao minh sáng tạo quyền di, thiên lung địa án diệu kỳ, tri âm phối hợp phục quy diêu đài, thiên địa lập âm la dương khứ, khí thần giao gìn giữ điện linh, đất trời do tạo hóa sinh, pháp luân thuần chuyển siêu hình căn nguyên, chính mẹ tạo tôi hiền chúa thánh, phụ điện linh chân tánh tâm thanh, chẳng ngừng quá quá sanh sanh, thiên can thường chuyển vận hành địa chi, thần giới khí tụ thì thai thánh, mẹ cưu ngoan canh cánh thập niên, tình thâm mẫu tử thiên liêng, mười niên trường truyện dụng thanh thai nhi, minh quân xuất thế trần ai, sao gì thiên tử phi tài quyền quan, mẹ phán vua thiên hoàng con trưởng đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai, nhân hoàng tam đệ thiên tài còn ba vị nữa, phân rài sau đây vua phục huy ngài hay biến hóa, bác ngoái phân phát họa hiện lên chỉ rành tám hướng thanh thanh, âm dương vũ trụ quang minh phân bài,
Vua thần Nông Phi Tài Ngũ Cốc sắc lệnh gieo châu ngọc khắp nơi, đó là hạt giống của trời, sanh ra lúa gạo giúp đời an khang. Vua Hiên Nhiên tạo ban y phục đem ấm no hạnh phúc vạn dân, lưu truyền cơm áo chốn trần để cho trần thế tấm thân thanh nhàn. Vũ trụ do mẫu hoàng xuất phát, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên thượng tầng bao phủ điện thiên, chẳng rời xa khỏi mẫu hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời thanh nước biếc, khắp bốn mùa ám tiết chợ xoay, gió ngàn tỏa lượng tầng mây, hóa sanh nhân loại cỏ cây thú cầm, có ngộ nhạc bỗng trầm ngân trọi khắp muôn nước. Từ mẫu dưỡng sanh các đời dương đế đài danh, từ trong thân mẫu trưởng thành mà ra. Danh lam có năm tòa tháng cảnh, chốn lâm sơn tuyết lạnh sương rơi, có cây cổ thụ sống đời, sắc dân trăm họa do nơi mẫu thành. Năm giống lúa tươi xanh dung dưỡng, sáu thứ gạo dành thưởng nhân sinh, nhân nhân no ấm hiển dinh, sống nhờ điện mẹ quyền linh phụ đầy. Khi lìa thế gửi thay thân mẫu, sự quá sanh dời đổi vô thường, thân mẹ là chỗ tựa nương. Từ tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn, nào châu quận thôn làng tịnh nguyện, kỳ lâu đài cung điện nguy nga, am chùa quán xá lập ra, hiền thần tiên thánh mẹ đà thưởng phân. Chư Phật đất kim thân do mẫu, cả chân châu ngọc bụ đó đây, thiếu chi kẻ ước việc này, lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành. Loại kim khí, bạc vàng, quý báu, tất cả do mẫu tạo xuất ra, dương hầu dạng quốc gia gia cũng do lệnh mẹ ban ra tôn sùng. Người chốn thế hiếu trung hưởng phước bao quyền linh, sao trước mẹ ban dân an quốc thế thanh nhàn, đế dương cung kính mẫu hoàng từ tôn. Trong vũ trụ từng hoàng tạo hóa, do mẫu sanh ra quả địa cầu, biến sanh sáu ngã luân hồi, biết bao sản vật qua màu tốt sinh. Kẻ thế đâu rõ tình thâm mẫu, dầu hoàng thiên khó nổi sánh hơn. Trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ hóa quyền trơn phép màu. Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ, ngũ cốc dành quả độ nhân sinh. Cỏ cây tươi tốt hương thanh, địa châu thấm giọt mưa lành phì nhiêu, chín hơi nước thâu nhiều mạch huyết, bao tinh di sơn tuyết giá băng, đài mây gom tụ phủ văn, gặp luồng quang điện biến tan mây liền, mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp, cù rồng kia trốn nắp ngàn sông. Lãnh phần vận chuyển gió giông, mẹ truyền quán võ hô phong ứng hầu, cù rồng ở xứ nào chẳng có ẩn biển sâu, làm gió chuyển mây đều do lệnh mẹ phán bài ơn trên chiếu diệu dám rài cải đông. Muôn thu giận nằm sau lòng đất, mẹ dưỡng nuôi âm chất quần khai, nhọc nhằn nào quản đắng cay, điển quang quyền diệu đêm ngày dưỡng sanh. Chúng dương trần con lành tọa hưởng, bao nhiệm màu mẹ thượng hồng ân, tất cả do lệnh mẫu phân, công dày chẳng thấy người trần ghi tâm. Mẹ thương con dạ thầm đau thắt, chẳng bao giờ nhắm mắt nghĩ đâu, điện quang nếu mẹ rút thâu, càng không vũ trụ địa cầu tiêu tan. Khi cá ngao chở ngang dùng dậy, thiên địa đành chịu phải rã đôi, dương trần như thể bèo trôi, cảnh trời trống rỗng thảm sầu nạn tai. Ngoài càng khôn Như Lai tà mẫn, chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tinh, từ vua chúa đến quân binh sẽ đều tận diệt nhân sinh điêu tàn. Phương hướng đành tiêu tan tất cả, như ở trong lò quả bị thiêu, muôn loài dạng vật bao nhiêu phải đành chịu cảnh quạnh hiu khổ sầu. Mẹ phán truyền lời châu cao quý, ai thu tầm diệu lý quang minh, tâm thành khảo sát chân kinh, thọ trì giảng nói chúng sanh hiểu rành. Từ tôn chiếu điện lành ban phước, sắc lệnh phơi người được hiển dinh, phi tài quyền diệu cao minh, mẫu từ giáng bút ngọc linh, chi truyền nhập vào tâm kẻ hiền sáng suốt, chân khí như ánh nước thiên nhiên, mẫu cho hoạn bổn quần nguyên, chân thần đúng ngoạn xuất liền chẳng sai. Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tánh, gán tâm tu hưởng cảnh thượng đài, khai tâm trung truyện đạo ngay, lý chân thông hiểu chớ rài bỏ qua. Cần quán tưởng sâu xa kinh mẫu, chớ khoe tài nông nổi mà chi. Chân kinh lệnh mẹ khá ghi, quần thần văn võ chẳng khi lời vàng, từ tôn mẫu hoàng cao cả.
ân đức dày dông ngạ, đành sao tao nhân mặt khách anh hào, nông thương công sĩ nợ nào lãng ngơ, không đền đáp. Tôn thờ cung kính nở vô tâm chẳng kính mẫu hiền, thâm sâu nghĩa cả thiên nhiên đành lòng bội bạc, chân truyền lời châu chánh pháp đạo nhiệm màu ai rõ. Dạ đòi như chẳng tọa ngộ chi, phụ ân từ mẫu diêu trì đọa đài muôn kiếp chẳng thì tái sinh. Muốn biết rõ tánh danh Phật mẫu hãy lắng nghe lời mẫu phân rành, bà lão hỗn độn quá sanh. Thuở còn mù mịt trượt thanh chưa tường thiên địa, chi âm dương chân khí thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm. Tuổi thọ 9600, thời gian suốt thế khổ tâm nhọc nhằn. Muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ, ngài biệt ly diệt độ chẳng ngờ, mẫu hoàng từ giả con thơ quá thân chấp nhón phút giờ chia tay. Hư không ngự mây đài thượng cõi điện, quang minh chiếu rọi khắp nơi, quyền di biến hóa chuyển đời. Truyền kinh trong ngọc bao lời thiết tha, chẳng thấy ai lợi xa nhớ mẫu trốn trường gian, gợi nỗi nhớ thương. Ngự thuyền lướt sóng trùng dương, nào ai để dạ dấn dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước mong quyết mạch trùng phùng, sớm về điện ngọc dư cung con lành, cố gắng hiếu trung tu hiền. Hội tí sủ khai thiên tịch địa, dạng sự thành hiếu nghĩa vi tiên. Chân kinh Phật mẫu diệu hiền, hơn 180 câu khuyên răng đời, mỗi câu mỗi ý lời mẹ thuyết, cũng từ nguồn mạch quyết chảy ra, gồm bao lời ngọc thiết tha, đúng ngày thập bát Trần Hồng Giáng sinh. Mẹ phụ hết điển linh quảng đại, tâm quyết như để lại chân kinh kim ngôn siêu thoát quang minh, từ tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn, là con hiếu đàn tràng cung kính mỗi hàng niên. Nguyện thịnh mẫu từ đúng ngày thập bát trăng mười, gia gia tụng niệm người người trì kinh, lập đại lễ hoa sinh trào quả, dân hương hoa tất cả khuyết tinh, cùng nhau hội hiệp trì kinh. Sớ dân từ mẫu chứng minh con lành, công đức mẫu vô hình khó tả, dầu lâm sơn biển cả khó hơn, ai mà đáp nghĩa đền ơn, phải dùng am tự họa sơn tượng hình. Rồi dâng lên hương linh thờ phượng, tạo lập thành tâm tưởng bái tôn, diêu trì Phật mẹ linh hồn, hiếu từ làm đặng y ngôn kim truyền. Mẹ sẽ nhận con hiền dấu thảo, gắng sức xây tái tạo mau đi, tùy gia phương tiện hữu di, chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào. Mẫu chứng lòng thành cao tâm hảo, sẽ ghi con tên thảo danh đời, thẻ ngọc mẹ chuyển bút phê, tâm phàm phủi sạch trở về diêu cung, bởi vì con tận trung tận hiếu, đắc quả cao củ khiếu khai minh, con hiền thọ hưởng trường sinh, nhờ lòng quảng đại quang minh tâm lành. Mẹ sắc tướng phong danh muôn thuở, chánh quả hành dứt nợ trần ai, ban cho cụ phẩm liên đài trung ương, thượng quốc về ngay đền vàng, thành đại la nghiêm trang quý báo, phu phụ đồng đắc đạo kim thân. Mẹ ban thọ hưởng hồng ân, lưu danh bụ điện muôn phần dễ gian. Đức từ tôn mẫu hoàng bảo dưỡng, trải hết tâm vô lượng vô biên, ngự nơi cõi thượng thiên liên, độ cho quốc thế dân yên thanh bình. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Phật mẫu tuy vô hình vô tướng, mẹ cầm quyền phạt thượng nhân sinh, ban ra lời ngọc chân kinh, khảo sát địa lý khai minh địa cầu, thở hỗn độn một bầu không khí, còn mịt mù vô thủy biết đâu. Phật địa mẫu ngự đã lâu, Phật ra thiên địa hoàn cầu chuyển xây, mẹ đứng ra làm thầy trước nhất, đạo hoàng khai lời thật truyền linh, phổ thông truyền bá chân kinh, phán rài phong tục nhân sinh sáng ngời, chốn phàm trần đến đời ngoan hạ. Mẹ giáng cơ bút tại chân kinh, ai truyền ấn tống phổ in, mẫu hoàng bảo hộ khương ninh cụ trường, người nào đầy lòng thương tiếp dẫn, giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chân, dựng đời thịnh trị thượng ngoan, hết lòng chỉ giáo linh nhân tỏ tường, khắp thế giới thập phương cung kính, ráng niệm trì nguyện thịnh lời châu, đắc thành sở nguyện mong cầu, vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm. Xét ra khắp cả hoàn cầu, đều do linh mẹ phép màu chuyển ra, mẹ thương con dị tha tất cả, nào thấy ai để dạ xót thương, đắng cay khó nhọc ai tường, rõ thông nội khổ đoạn trường biết bao, phán truyền bài tỏ nhiều lời. Quá sanh hoàng đạo khai đời, dưỡng sanh Phật mẫu cố phân rành tất cả,
72 vị đã lãnh phần đương kinh hành sự, sao gần vị nào cũng có thánh thần hợp chung. Duy mình mẫu chẳng cùng ai cả, khắp ở trong thiên hạ xứ nào lập chùa tạo miệu đền cao phụng thờ thần thánh ra vào cung nghinh. Còn mẫu đây riêng mình ai nhớ đến tánh danh cũng chớ tường tri, cõi trần chẳng có chi chi một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng không. Bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghĩ, chỉ cho đời cải tạo ăn năn. Chẳng luận cao thấp ngang bằng, dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh, 9 tuổi biết cung nghinh đọc tụng, điển quyền di hữu dụng mẹ ban. Cốt nhục xa cách lạc đàn, mẹ cho tái hợp bình an xâm dày, vui trong cảnh bao ngày cách biệt, dầu chia ly cũng hiệp cùng nhau. Không phân hai bậc thấp cao, ai cũng được truyền trao kinh này. Khắp non nước đông tây nam bắc phổ biến kinh để nhắc nhở lòng thập phương bá tánh rõ thông. Nếu chẳng khứ thọ chắc không sanh tồn, bao nguy khốn dập dồn, đau xiết nạn thiên tai, thủy kiệt sơn băng, chúng sanh ngã gục nhào lăn, lâm dòng đại nạn thoát chăng được nào. Hiện bây giờ ốm đau bệnh tật, sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê, thấp châm tất cả thành quê, hãy điều thọ nạn ê trời khổ thân. Bệnh nắng hạn mưa dầm ngập hết, thổ sản này ngã chết chẳng còn, đói lòng hoàng hoại các con. Vậy khuyên gán nhớ lời son mẫu từ, mẹ khuyên con tâm thư lời, cúi gán tâm tu thông suốt ly kinh, truyền trao dạy nghĩa phổ in, cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời, chúng con sẽ thấy đời hết khổ, nội trong năm phổ độ đầu tiên. Mưa hòa gió thuận khắp miền, mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai, còn như đáo lệ ngài kỳ mẫu, lập đàn tràng bái mẫu trì kinh dân đàn, sám thiệt quang minh từ tôn phụ điển nhân sinh phúc dày. Mỗi chăng có ba ngày mậu kỵ, hải thành tam bền trí cúng dường, kỉnh đàn đăng thủy hoa hương, ngoài ra tất cả ngài thường khỏi lo. Việc cúng kiến phải cho tinh khuyết, cố gắng tu tha thiết cần, chuyên lo tròn phận sự hàng niên. 36 nhật kiện thiền trì kinh, sắm lợi và cung nghinh từ mẫu, trong các ngày kỵ mẫu lập đàn gồm có 6 ngọn đăng quang quả hoa tư thắm hương phần 5 cây, 6 chung nước lọc đầy đủ lễ, cùng chung nhau hợp để cúng đàn. Thiết kinh dạy lý rõ ràng, mỗi người đều định tam an thọ trì, ai xứ nào làm ý lời dạy, định tinh thần tụng bại biến kinh, tiêu bao nghiệp chướng tội mình, hưởng đời ngôn thượng quyền linh sanh tồn. Ai cố gắng sớm hôm trì tụng, thêm hai thời chuyển dụng tâm thành, mẹ ban quyền diệu điển thanh, tự tay cứu chữa mạnh lành nội gia, đức từ tôn truyền ra cho biết, các con cần tha thiết ghi lòng, nơi nào kính mẹ sớm mong trì kinh niệm mẫu phước thừa bình an, mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó, được chúng mùa mưa gió thuận hòa, ai tùng phổ biến gia gia, tuyên truyền kinh mẫu đứng ra giải bài, phổ thông minh đủ đầy nghĩa lý, mẫu sẽ sai tất cả thiên thần gia thần ủng hộ ân cần, đồng theo độ kẻ xa gần thành tâm, được phúc lành tháng năm no ấm, trên thiên đình ghi chấm phước ban, nội gia kẻ đó an nhàn, được mùa hạnh phát vinh quang muôn phần, thanh long bạch hộ thần cũng dán, phò tả người xứng đáng con lành. Từ tôn cho biết rõ rành, 110 thập bát giáng sanh trần miền, đến giờ ngọ tâm thiền kỉnh mẫu, chẳng có nên dời đổi thời gian. Sủ mùi thình tuất không an, đúng giờ nhất định lập đàn trì kinh, cầu lệnh mẹ thương tình cứu khổ, phụ điển linh hộ độ chúng sanh. Các con tụ họp tâm thành, được ban màu nhiệm chúc lành khắp nơi, mẹ hiện dáng xuống đời chi chứng. Phương hướng nào bền vững chí tâm, thường hành kinh mẫu diệu thăm, ngày đêm thành kính tháng năm thanh nhàn. Chân kinh của Đức Mẫu Hoàng gồm bao diệu lý lời vàng ngọc châu, kinh địa mẫu thấm nhuần đạo lý, gán cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên, hàng ngày ròng rã khẩn nguyện, được nhiều công đức tội liền tiêu tan. Điển quyền linh xa gần chiếu tỏa, phóng hào quang khắp cả bầu trời, thưởng người hiểu rõ từng lời, tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu. Ai thông đạt từng câu nghiệm kỹ, đã tri tường nghĩa lý diệu kinh, có thể gọi sạch tội mình, bao nhiêu nghiệp chướng mang tình tiêu tan. Lòng mẫu từ nghĩ suy đau xiết, muốn hư hủy đại kiếp phong ba nạn thủy, quả sắp xảy ra thương cho sanh chúng, phải xa cảnh sầu ngặt chúng chẳng quay đầu trở lại, tuân theo lời mẫu dạy trong kinh. Mẹ muốn bỏ sổ tử sinh, vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều, mẹ tin mãi bao điều phương kế, chẳng đành lòng bỏ phế lãng ngơ.
Tình thương vô bến vô bờ làm sao cứu được con thơ trở về. Mẹ dùng trước màu phê sắc lệnh phán nhân rằng chỉ định thế này truyền thần thiện ác đến đây. Chia làm hai phái lướt ngay xuống trần. Người hung dữ ác thần dẫn dắt nhập cùng chung kẻ đắc lương tâm. Độc ác tàn nhẫn đa dâm chia ra tất cả chẳng làm lộn chi. Bậc hiền lương phương phi quân tử thiện thần gom lại giữ một nơi. Đưa vào chánh giác kịp thời ngày đêm tu niệm quên đời gian nan. Chờ đến ngày hạ màn chung cuộc mậu sẽ dậy ra một cái chài. Dầu cho thiện ác phân hai tóm thâu tất cả một chài nhốt chung. Liên lị kẻ tận trung hiếu thảo, người tu hành học đạo kinh tâm, chừng đó mới thấy diệu thâm. Mẫu từ sẽ chuyển huệ tâm, trẻ lành được sống sót nhàn thanh đủ trí, biết tường phân chánh lý đường tà thiện gần, ác lại chánh xa, từ đó các đạo mở ra khai hoàng. Đồng xuôi lòng ăn năn quy tụ chánh đạo mẫu hội đủ đem về, chẳng còn chia rẽ khen chơi, phân ra nhiều mối dễ bề, tường phân hình tướng chài phép thần màu nhiệm. Mẫu tả ra những điểm rất cần, thập nhị bát tú phân dân, phủ dây chánh bắc giáp gần chánh nam, còn vương hướng tây nam tây bắc, các vị thần giáp mặt long bào, gồm 60 vị tài cao từ mẫu, phán lệnh truyền cao lời vàng, tuân lời dạy, thiên can 10 vị thập nhị thần định chỉ địa chi tất cả tinh tú các vị ủng hộ hoàng đế thái di hoàn toàn. Đức từ tôn mẫu hoàng điều khiển thần lối công lôi điện tám phương, phân thân chấn thủ phi thường, 64 huệ tỏa tường diệu thâm, hiện nguyên hình tay cầm binh khí đứng vàng ra trực chỉ đó đây. Khắp trong thiên hạ đủ đầy, trận đồ của mẫu lập xây, hạ miền cõi trời nam từ niên đinh hợi, đến niên thân dậu mới thiệt rồi biết bao quyền bí nhiệm màu, tại nơi hạ giới thảm sầu thiết tha. Mẫu từ bủa thiên la địa giọng, sức đại hùng vang động kinh hồn, làm cho thiên ám địa hôn. Thần sầu quỷ khóc vong hồn thảm thương, còn tứ đại thiên dương tiếp lệnh, bốn cửa trận mẫu định trấn an. Tám vị thần lực kim can xông vào trận quá pháp đàn thần thông, làm trời đất hư không nghiêng ngả, nhật nguyệt tinh châu quả đạo xây cũng như trong chóng lăn quay thế rồi lặng mất. Không ngày hiện ra mẫu thâu lại yêu tà năng mị, kẻ bất lương phải bị luật hình. Hô phong quá giỏ lôi đình làm cho sóng nổ nước mênh mông tràn, lửa ngập khắp dương gian nguy khổ trận cuồng phong bão tố khắp dùng mẫu thâu sông. Ngày đó bình an, nước rút sóng lặng gió tan, sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuần. Chỉ có người hiền lương sống sót, kẻ thiện lương được thoát khỏi dòng. Thế là mẫu dụng quyền công, diệu pháp quá biến thần thông lẹ làng. Kinh đô có sen vàng đua nở bốn phía dòng khắp ở thị thành. Các con hiếu thảo hiền lành, đến chừng khi đó mẫu dành hồng ân được đổi xác kim thân bất hoại chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên. Chứng đặng đại la thiên tiên bởi nhờ cố gắng tu hiền thành công, hội bàn đào thượng đồng tất cả các con nào đắc quả dự vào thế rồi, vĩnh viễn về sau chẳng còn chuyển kiếp khổ đau trần miền. Chúng con được miên miên bất tử, khoái lạc tiêu diêu, ngự cảnh nhàn, giống cảnh diêu điện mẫu hoàng luôn hưởng lộc thọ phước an cụ trường. Phật mẫu ngự trên thượng tầng cõi hoàng khai dương nhân loại bảo toàn. Hết lòng quảng đại sắc son quá xanh dạy dỗ các con phản hồi. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Kinh Lăng Nghiêm. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tâm chánh định như như bất động, Phật ba thân nhân thế khó tin, trăm ngàn muôn kiếp đạo điên, vô minh chứng sạch dứt liền pháp thân. Nay có nguyện chứng ngôi chánh giác, độ chúng sanh như các sông Hằng. Thân tâm này nát như trần bụi, hồng ân chư Phật chúc này báo ân. Cung thịnh Thế Tôn lại chứng minh, đời năm trượt con sinh vào trước một chúng sanh, quả Phật chưa thành, con nguyện không chứng vô sanh niết bàn.
Đại hùng đại lực đại từ bi giúp con dứt sạch sân si buồn phiền để sớm được lên miền thượng giác. Ngồi đạo tràng bát ngát mười phương hư không có thể tiêu ta nguyện con kiên cố không hề lung lay. Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Pháp, Nam mô thường trụ thập phương Tăng, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. Lúc bấy giờ từ nhục kế của Phật phóng ra hào quang trăm báo giới hoa sen ngàn cánh, trong mỗi hoa sen có quá Phật ngồi. Từ đảnh quá Phật phóng ra mười đạo hào quang trăm báo, mỗi đạo hào quang hiện ra nhiều thần kim cang mật tích, ông bưng núi, ông cầm sự vân vân, đứng khắp cõi hư không. Đại chúng trông thấy vừa mừng vừa sợ, đều cầu Phật thương xót che chở và một lòng lắng nghe Phật nói thần chú. Đệ nhất. Nam mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tỏ Tát Đát Tha Phật Đà Cư Tri Sắc Ni Sam. Nam mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Tát Đa Bệ Tệ. Nam mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Cư Tri Nẵm Ta Xá Ra Bà Ca Tăng Già Nẵm. Nam mô Lô Kê A La Hán Đa Nẵm. Nam mô Tô Lô Đa Ba Na Nẵm. Nam mô Ta Yến Rị Đà Già Di Nẵm. Nam mô Lô Kê Tam Miệu Già Đa Nẵm Tam Miệu Già Ba Ra Đệ Ba Đa Na Nẵm. Nam mô Đề Bà Ly Sắc Nọ. Nam mô Đà Gia Tỳ Địa Gia Đà Ra Ly Sắc Nọ. Na Sa Ba No Yến Ra Ha Ta Ha Ta Ha Ta Ma Ra Nẵm. Nam mô Bạc Ra Ha Ma Ni. Nam mô Nhân Đà Ra Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Lô Đà Ra Gia Ô Ma Bắc Đế Ta Hê Dạ Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Na Ra Dạ Nó Gia Bàn Gia Na Ha Tam Mộ Đà Ra. Nam mô Tắc Yên Rị Đa Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Ma Ha Ca Ra Gia Địa Rị Bác Lạc Na Dạ Ra Tì Đà Ra Ba No Ca Ra Gia Địa Mục Đế Thiên Ma Xá Na Nây Bà Tắc Nây Ma Đáp Rị Dạ No. Nam mô Tắc Yên Rị Đa Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Đa Tha Già Đa Kuraya. Nam mô Bắt Đầu Ma Kuraya. Nam mô Bạc Xà Ra Kuraya. Nam mô Mani Kuraya. Nam mô Già Xà Kuraya. Nam mô Bà Già Bà Đế Đế Rị Già Yura Tây Na Ba Ra Ha Ra No Ra Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế. Nam mô A Di Đà Bà Gia Đa Tha Già Đa Gia A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế A Số Bệ Gia Đa Tha Già Đa Gia A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Bệ Sa Xà Gia Cú Lô Phầy Trụ Rì Gia Bác Ra Bà Ra Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Tam Bổn Sư Bí Đắc Lân Ngại Ra Lạc Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia. A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Sa Kê Dạ Mậu Na Dệ Đa Tha Già Đa Gia. A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Lạc Đạt Na Kê Đô Ra Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia. Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia Đế Biểu. Nam Mô Tát Yến Rị Đa Gia Ê Đà Bà Già Bà Ra Đắc Đắc Tha Già Đôi Sắc Ni Sam Đắc Đắc Đa Bạc Đạt Nam. Nam Mô A Bà Ra Thị Nam Bác Ra Đế Dương Kỳ Ra Tát Ra Bà Bộ Ra Yến Ra Ha Ni Yến Ra Yến Ca Ra Ha Ni Bạc Ra Bí Địa Gia Sắc Đà Đệ A Ca Ra Mật Rị Trụ Bác Rị Đát Ra Gia Nạn Yên Rị Tát Ra Bàn Đà Na Một So Ni Tát Ra Bà Độc Sát Cha Độc Tất Phạm Bạc Na Nệ Phạt Ra Ni Giả Đô Ra Thất Đế Nạm Yến Ra Ha Ta Ha Tá Ra Nạ Xà Tì Đa Băng Ta Na Yên Rị A Sát Cha Băng Xá Đế Nạm Na So Sát Đát Ra Nhạ Xà Ba Ra Tát Đà Na Yên Rị A Sát Cha Nạm Ma Yên Ra Nhạ Xà Tì Đà Băng Tát Na Yên Rị Tát Bà Xá Đô Lô Nệ Bà Ra Nhã Xà Hô Lam Đột Tất Phạm Năng Nhã Na Xá Ni Bí Xá Tát Sát Đá Ra Kiết Ni Ô Đà Ca Ra Nhã Xà A Bác Ra Thị Đa Cú Ra Ma Ha Bác Ra Thiện Trị Ma Ha Điệp Đa Ma Ha Đế Xà Ma Ha Thuế Đa Xà Bà Ra Ma Ha Bạc Ra Bạn Đà Ra Bà Tất Nể A Rị Gia Đa Ra Tề Rị Cú Di Thệ Bà Tì Xà Gia Bạc Xà Ra Ma Lệ Đệ Tì Xá Lô Đa Bột Đà Giọng Ca Bạc Xà Ra Chế Hát Na Giá Ma Ra Chế Bà Bác Ra Chất Đa Bạc Xà Ra Thiện Trì Tì Xá Ra Giá Phiên Đa Xá Bệ Đề Bà Bộ Thị Đa Tô Ma Lô Ba Ma Ha Thuế Đa Rị Gia Đa Ra Ma Ha Bà Ra Bác Ra Bạc Xà Ra Thương Yến Ra Chế Bà Bạc Xà Ra Cú Ma Rị Cú Lam Già Rị Bạc Xà Ra Chế Hát Na Giá Tì Rị
Tỳ rị gia kiềm giá na ma rị ca khuất tô mậu bởi yến ra đá na bệ lô giá na cu rị gia dạ ra thố sắc ni sam tỳ chiết lam bà na y giá bạc sở ra ca na ca ba ra bà lô rả ra bạc sở ra đốn trị giá thế ra giá ca ma ra sát sa thi ba ra bà ấy để di để mậu đà ra yến no ta bệ ra sáng hoặc phạm đô ăn thố na mạ mạ tỏ nhị ô hồng rị sát yến no bác lập xa tất đa tác đác tha giả đôi sắc nê sa hồ hồng đô lôn chiên bà na hồ hồng đô lôn tất đam bà na hồ hồng đô lôn ba ra sắc địa gia tam bác xa no yến ra hồ hồng đô lôn bà dược so ha ra sắc ta yến ra nhà xà tỳ đa văn tác na yến ra hồ hồng đô lôn giả đô ra thi để nẩm yến ra ha ta ta ra nậm tỳ đà băng tán na ra hộ hồng đô lôn ra so bà và phạm tác đát tha và đô sắc ni sa ba ra điểm xà kiết rị ma ha ta ha tác ra bột thọ ta ha tác ra thất rị sa cu tri ta ha tăng nơi đế lệ tại đời thì bà rị ra cha cha an ca ma ha bạc xà lô đà ra để rị bồ bà na mang trà ra ô hồng tá tất đế bạc bà đô ấn thố na mạ mạ tỏ đệ tam ra xà bà dạ chủ ra bạc dạ kỳ ni bà dạ ô đà ca bà dạ tỳ sa bà dạ xá tác đắc ra bà dạ bà ra chư yến ra bà dạ đầu thách so bà dạ xa nệ bà dạ ca ra mật rụt trụ bà dạ đà ra ni bộ di kiếm ba dạ ba rà bà dỗ ra ca bà ra bà dạ lạc xà đàn trà bà dạ na dạ bà dạ tỳ điều đắc bà dạ tố ba ra no bà dạ lừa dược so yến ra bà dạ ra so tư yến ra tất rị đa yến ra bà ha tỳ xa gia yến ra ha bộ đa yến ra ha cú bàn trời yến ra ha bộ đơn này yến ra ha ca cha bộ đơn này yến ra ha tất kiền đội yến ra ha a bá tất ma ra yến ra ha ô rạng ma đời yến ra ha sa dạ yến ra ha hơi rì bờ yến ra ha xả ra ha rì nẩm yến bà ha rì nẩm lô địa ra ha rì nẩm mang ta ha rì nẩm mê đà ha rì nẩm ma xả ha rì nẩm xả đá ha rì nữ thị tỷ ra ha rì nẩm tỷ đa ha rì nẩm bà đa ha rì nẩm a du gia ha rì nữ chất đa ha rì nữ đế sam tác bệ yến ra ha nẩm tỳ đà già xà sắn đà giả di kê ra giả di ba rì bạc ra giả ca hất rì đậm tỳ đà giá xà sắn đà giả di kê ra giả di trà diễn ni hất rì đậm tỳ đà già xà sắn đà giả di kê ra giả di ma ha bác du bác đắc giả lô đà ra hất rì đậm tỳ đà già xà sắn đà giả di kê ra giả di ma ra giả nó hất rì đậm tỳ đà già xà sắn đà giả di kê ra giả di đắc đọa già lô trà tay hất rì đậm tỳ đà già xà sắn đà giả di kê ra giả di ma ca ra ma đắc rì già nó hất rì đậm tỳ đà già xà sắn đà giả di kê ra giả di ca ba rị ca hát rì đậm tì đà xà sắn đà già di kê ra già di xà già yên ra ma độ yên ra tác bà ra ha ta đạt na hắc rì đậm tỳ đà dạ xà sắn đà dạ di kê ra dạ di dạ đốt ra bà kỳ nãy hắc rì đậm tỳ đà xà sắn đà dạ di kê ra dạ di tỳ rị dương hắc rì tri năng đà kê xa ra dạ no bác ở đế sách ra hê dạ hắc rì đậm tỳ đà dạ xà sắn đà di kê ra dạ di na yến ra xa ra bà nó hắc rì đậm tỳ đà xà sắn đà dạ di kê ra dạ di a la hán hắc rì đậm tỳ đà dạ xà sắn đà dạ di kê ra dạ di tỳ ra ra già hắc rì đậm tỳ đà dạ xà sắn đà dạ kê ra dạ di bạc xà ra ba nể cu hê rị cu hê dạ ca địa bác đế hắc rì đậm tỳ đà dạ xà sắn đà dạ kê ra dạ di ra thói vọng bà già phạm ấn thố nam mạ mạ tỏ tứ bà già phạm tăng đắc đa bác đát ra nam mô tất đê đô ra đát a tất đa na ra ra lạc ca ba ra bà tất phổ cha tỳ ca tăng đát đa bác đế rị thờ phật ra đà ra đà ra tầng đà ra tầng đà ra sáng đà sáng đà hồ hồng hồn phấn cha phấn cha phấn cha phấn cha phấn cha phấn cha ta ha hê phấn a mâu ca gia phấn a ba ra đề ha đa phấn a ba ra bà ra đà phấn a tố ra tỳ đà ra ba ca phấn tác có bà đề vệ tệ phấn tác có bà na già tệ phấn tác bà dự số tệ phấn tác bà kiền thác bà tệ phấn tác bà bổ ra tệ phấn cái cha bổ ra tệ phấn tác bà đột lan trị đế tệ phấn tác bà đột sát tỷ lê hát đế tệ phấn tác bà thập bà lê tệ phấn tác bà tất ma lê tệ phấn tác bà xá ra bà no tệ phấn tác bà địa đế kê tệ phấn tác bà đát ma đà kê tệ phấn tác bà tỳ đà gia ra thệ giá lê tệ phấn xà dạ yến ra ma độ yến ra tác bà ra tha ta đà kê tệ phấn tỳ địa dạ giá lê tệ phấn giả đô ra phượt kỳ nệ tệ phấn bạc xà ra cu ma rị tỳ đà dạ ra thệ tệ phấn ma ha ba ra đinh dương so tỳ rị tệ phấn bạc xà ra thương yến ra dạ ba ra trường kỳ ra xà gia phấn ma ha ca ra dạ ma ha mạc đá rị ca no nam mô ta yến rị
đa dạ phấn tỷ sắc nó tùy dệ phấn bột ra mâu ni dệ phấn a kỳ ni dệ phấn a ma ha yến rì dệ phấn yến ra đàn trì dệ phấn miệt đắc rì dệ phấn la đắc rì dệ phấn giá văn trà dệ phấn yến la ra đắc rì dệ phấn ca bác rì dệ phấn a đề một chất đa ca thi ma sa na bà tứ nệ dệ phấn diễn kiến chất tác đỏ bà tỏa mà mạ ân thố na mạ tỏa ngủ đột sắc nha chất đa mạc đát rị chất đa ô xà ha ra và bà ha ra lô địa ra ha ra ta bà ha ra ma xà ha ra xà đa ha ra thầy tị ra ha ra bạc lược dạ ha ra kiền đà ha ra bố sự ba ra phá ra ha ra bà tỏ ha ra bác ra chất đa đột sắc nha chất đa lao đà ra chất đa dịch số yến ra ha ra sát ta yến ra bế lệ đa yến ra tỳ xá gia yến ra bộ đa yến ra cứu bàn trời yến ra tất kiền đà yến ra ô rác ma đà yến ra sa dạ yến ra a bá tất ma ra yến ra trạch khe trạch trà kỳ ni yến ra rì phật đa yến ra xà ca ni yến ra xá cu ni yến ra lao đà ra năng địa ca yến ra lam bà yến ra kiền độ ba ni yến ra thập phật ra yên ca hê ca trị đế dược ca đắc lễ rệ dược ca dạ đột thác ca ni đề thập phật ra tỷ sa ma thập phật ra bạc lệ ca tỷ lệ ca thất lệ sắc mật ca ta nệ bác đế ca tác bà thập phật ra thất lô kiết đế mặc đà bề đạt lô chí kiếm ầy lô kìm mục đế lô kìm yến rì đột lô kìm yến ra yến lam yến no du lam đạng đa du lam thất rì dạ du lam mặc mà du lam bạc rì thất bà du lam tỷ lật sáng cha du lam ô đà ra du lam yến tri du lam bạc tất đế du lam ô lô du lam thường già du lam hất tất đa du lam bạc đà du lam tác phòng mát già bác ra trường già du lam bột đa tỷ ra trà trà kỳ ni thập bà ra đà đột lô ca kiến đốt lô kiết tri bà lộ ra tỳ tác bác lô ha lăng già du gia đăng na ta ra yến ra tỳ sa dù ca kỳ ni ô đà ca mạc ra bể ra kiến đa ra ca ra mật rị đốt đát liệm bộ ca địa lật lật cha tỷ rị sắc chất ca tác và ná cứ gia tứ dẫn và tỷ ra rì dược so đang ra số mạo ra thì bệ đế sam ta bệ sam tác đắc ra bác đắc ra ma ha bạc xà lô sắc ni sa ma ha bác lật trường kỳ lam dạ ba đột ra xá dù xà na biện đắc lễ nó tỳ đà gia bằng đàm ca lô di đế thù bằng đàm ca lô di bác ra tỳ đà bằng đàm ca lô di đắc điệt tha án a lệ tỳ xá đề bệ ra bạc xá đà rị bằng ra ca bàn là nể bạc xả ra bàn ni phấn hồng đô lôn phấn ta và há án a na lợi tỳ xả rờ đề bể ra bạc xả ra đà rị bàn là bàn nể bạc xả ra bàn ni phấn hồng đô lôn phấn ta và há án a na lợi tỳ xả đề bể ra bạc xả ra đà rị bàn là bàn nể bạc xả ra bàn ni phấn hồng đô lôn phấn ta và ha Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chính thủ thiên nhãn vô ngà đại bi tâm đà la ni. Nam mô Hắc Ra Đăng Na Đa Ra Dạ Gia. Nam mô A Rị Gia Bà Lô Yết Đề Thược Bạc Ra Gia Bồ Đề Tắc Độ Bà Gia Ma Ha Tắc Độ Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia An Tắc Bạc Ra Phật Dạy Sô Đăng Na Đạt Tọa. Nam mô Ta Kiên Rì Đa Gia Bà lô kiệt đời thật mật ra gia đàng hòa nam mô na ra cận trì hê rị ma ha bàn đa sa mê tác bàn a tha đầu thú bàn a thời đựng tác bà đạt đa ma ha bà dạ ma phạt đạt đầu đạt điệt tha an a bà lô hê lô ca đề ca ra đề di hê rị ma ha bồ đề tác đỏ tác bà ma ra ma hê rị đà dựng cô lô kiến mong độ lô phạt xài gia đề ma ha phạt xài gia đề đà ra đề rị ni thật phật ra gia gia ra mà phạn ma ra một đề lợi gì y hay y hay thất na a ra sam phật ra xả lợi mà ra phật sam phật ra xả giá hô lô mà ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ dưới đề rì dạ na ra cận trì địa rì sắc ni na ba dạ ma na ta bà ha tất đà dạ ta bà ha ma ha tất đà dạ ta bà ha tất đà du nghệ thất bạn ra dạ ta bà ha na ra cận trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha thất ra tăng a một khế gia ta bà ha ta bà ma ha tất đà dạ ta bà ha dạ ký a ra tất bà dạ ta bà ha ba đà ma yên tất đà dạ ta bà ha na ra cận trì đàn bà ra dạ ta bà ha
ma bà rị thắng yến ra dạ ta bà ha nam mô hắc ra răng na đa ra dạ nha nam mô a rị gia bà lô kiệt đời thư bà ra dạ ta bà ha ăn tắc điện đô mạng nó ra bạc đại dạ ta bà ha ăn tắc điện đô mạng nó ra bạc đại dạ ta bà ha ăn tắc điện đô mạng nó ra bạc đại dạ ta bà ha. Thập chú Như Ý Bảo Luân Dương Đà La Ni. Nam mô Phật Đà Gia, Nam mô Phật Đạt Ma Gia, Nam mô Tăng Già Gia, Nam mô Quảng Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại bi tâm giả đạt điệt tha, án trước yến ra Phật để chấn ra mạng ni, Ma Ha Bát Đặng Mế Rô 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 Rô. Để sát cha thức ra yến sa dạ hồng phấn ta ha, án Bát Đạt Ma chấn ra mạng ni thức ra hồng, án Bát Lạc Đà Bát Đặng Mế Hồng. Thứ hai, tiêu tai các tường thần chú. Nặng mồ ta mạng đa mẫu đà nạm, a bát ra đệ hà đa xá ta nặng nạm đát điệt thá án khê khê. Khê hế hồng hồng thờ nhập Phật ra, nhập Phật ra bát ra, nhập Phật ra bát ra, nhập Phật ra đệ xá xá, đệ xá xá. Sắc chí rị ta phấn tra phiến đệ ca thất rị dệ ta phạt ha. Công đức Bảo Sơn thần chú. Nam mô Phật Đà Gia, Nam mô Đạt Ma Gia, Nam mô Tăng Dạ Gia, án tất đế hộ rô rô, tất rô rô trị rị ba, kiết rị bà, tất đạt rị bố rô rị ta phạt ha. Thứ bốn, Phật mẫu chứng đề thần chú. Khể thủ quy y tô tất đế đầu diện, đảnh lễ thất cư chi, ngã kim xưng tán đại chứng đề. Nam mô tát ra nẩm tam miệu tam bồ đề cư trí nẩm đát điện tha án chiết lợi chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Thánh vô lượng thọ quyết định quang minh vương đà la ni. Án này ma ba các ngọn đế a ba ra mật đạp ưu rị a nạp tô tất nệ thiệt chấp đạp điệp tả ra tệ giả đá thác ca đạt giả a ra ha đế tam dược tam bất đạt giả đát nể giả tháp án tất rị ba tam tư ta các rị bót rị thuật đạp đạt ra mã đế cả nại tan mã ngột cả đế ta ba ngọn tỷ thuật đế mã hát nại giả bát rị ngọn rị tả hạ dược sư quan đảnh chân ngôn. Nam mô Bạc và Phật Đế Bệ Sát Xã Lụ Rô Thích Lu Ly Bác Lạc Bà Hát Ra Xà Giả Đát Tha Yến Đa Gia A Ra Hát Đế Tam Miệu Tam Bột Đà Gia Đát Điệt Tha An Bệ Sát Thệ Bệ Sát Thệ Bệ Sát Xã Tam Một Yến Đế Tá Ha. Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn. Án Ma Ni Bát Di Hồng Ma Hát Nghê Nha Nạp Tích Đô Đạt Ba Đạt Tích Đạt Tam Di Đạt Rị Tát Nhi Cáp Nhi Tháp Bốc Rị Tất Tháp Cáp Nạp Bổ Ra Nạp Nạp Bốc Rị Thu Thất Nam Nạp Ma Nại Ma Lô Khiết Thiết Ra Gia Ta Ha. Thất Phật diệt tội chân ngôn, ly bà đế, cầu ha đế, đà ra, ni đế, ma ha, di đế, tỳ lê, nệ đế, ma ha, và đế, chân lăng, càng đế, ta, bà ha, ly bà đế, cầu ha, đế, đà ra, ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê, nệ đế, ma ha, và đế, chân lăng, càng đế, ta, bà ha, giảng sanh tịnh độ thần chú. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Địa Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Nam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đa Dạ Di Nị Dạ Đa Chỉ Đa Ca Lợi Ta Bà Ha. Thiện Thiên Nữ Chú. Nam mô Phật Đà Nam mô Đạt Mạ Nam mô Tăng Già Nam mô Thất Ti Ma Ha Đệ Tỷ Gia Đắc Nệ Dạ Tha Ba Ly Phu Lô Na Dạ Dạ ly tam mạng đà đạt sa ni ma tỳ ha ra và đế tam mạng đà tỳ ni và đế ma ha ca rị dạ ba nệ ba ra ba nệ tác rị phạt lạc ra tam mạng đà tu bác lê đế phú lệ na a rị gia đạt mạ đế ma ha tỳ cổ tắc đế ma ha di lạc đế lâu phả tăng kỳ đế hê đế tỷ tăng kỳ hê đế tam mạng đà a thâu a nậu đà la ni. Lễ sám hối. Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm, đệ tử một lòng cung kính lại.
Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Lại. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu. Nam mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tâm Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật. Nam mô Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật. Nam mô Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật. Nam mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật. Nam mô Thi Khí Phật. Nam mô Tỳ Xá Phù Phật. Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Diếp Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quá Khứ Tam Bảo Như Lai. Nam mô Bảo Thắng Như Lai. Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai. Nam mô Quảng Bát Thân Như Lai. Nam mô Ly Bố Quý Như Lai. Nam mô Cam Lồ Như Lai. Nam mô A Di Đà Như Lai. Nam mô Dược Sư Ly Quang Vương Phật. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sinh Từ Thị Tôn Phật. Nam mô Tam Tạng Thập Nhị Bộ Thánh Giáo Đại Tiểu Thừa Kinh Biến Pháp Giới Tôn Pháp. Nam mô Đại Bi Quang Tham Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Đại Tạng Dương Bồ Tát. Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Dương Bồ Tát. Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Nam mô Thập Phương Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Di Đà Tôn Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại Dị Quốc Gia Thủy Thổ Ân Thiền Môn Công Vụ Chủng Chủng Công Phu Chí Thành Đảnh Lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Đại Dị Đa Sanh Phụ Mẫu Lương Bằng Quyến Thuộc Ân Chí Thành Đảnh Lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Đại Dị Tam Đồ Lục Đạo Hằng Xa Pháp Giới Chúng Sanh Chí Thành Đảnh Lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.
Nam mô đại dị chư thiên chư tiên chư thánh chư thần đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Đại dị thị cung long cung lục châu đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Đại dị thập tứ chư huynh đệ tỷ muội đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Hội từ tâm khởi đem tâm xám, tâm được diệt thời tội diệt tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, thế mới thật là chơn sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô thượng hoàng hoàng mẫu sám hối Ma Ha Tát. Nam mô thượng hoàng hoàng mẫu sám hối Ma Ha Tát. Nam mô thượng hoàng hoàng mẫu sám hối Ma Ha Tát. Tội từ tâm khởi đem tâm xám, tâm được diệt thời, tội diệt tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, thế mới thật là chân sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Thất Phật diệt tội chân ngôn, ly bà đế, cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nệ đế, ma ha già đế, chân lăng càng đế, ta bà ha. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thánh Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu yến ngũ phẩm giai không độn nhất thiết khổ ách xá lợi tử sắc bất dị không không bất dị sắc, sắc tức thị không không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị xá lợi tử, thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất năng bất giảm, thị cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhị tỷ thiệt thân ý vô sắc thinh hương nhị xúc pháp vô nhãn giới nại trí vô ý thức giới vô minh diệt vô minh tận nại trí vô lậu tự diệt vô lậu tự tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc dị vô sở đắc cố bồ đề tắc đỏ ý Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quái ngại cố vô hữu khủng bố viện ly điên đạo mộng tưởng của cảnh niết bàn tam thế chư Phật ý Bát Nhã Ba La Mật Đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thị vô đặng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa tức thiết chú viết yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tát bà ha yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tát bà ha. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh hồi hướng tụng kinh công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tốc giảng vô lượng quang Phật sát nguyện tiêu tam chứng trừ phiền não nguyện đắc trí tuệ chân minh liệu phổ nguyện tội chướng bất tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung cụ phẩm liên hoa di phụ mẫu hoa kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát di bàn lự nguyện dị thử công đức phổ cập ư nhất thiết ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Tán tụng công đức Ngọc Hoàng. Nam mô Nhất Thiên Ngọc Đế đấng vua trời vũ trụ các vì sao tầng 36 đại la thiên cảnh 3000 thế giới 72 địa cầu tu vi núi 4 bộ châu cõi thiên cõi địa thủy cung cõi người Ngọc Hoàng cai quản mọi loài thần tiên Bồ Tát Phật Thiên Chúa Người. Đá thiên vũ trụ sơ khai, khí dương con được thân người, cha cho Nam Mô sáu chữ Di Đà, tâm con phát nguyện vạn tâm với thiên đình. Tán tụng công đức Đại Thánh Mẫu. Kể từ hỗn độn sơ khai, Mẫu Hoàng hạ chỉ trước đài linh tiêu. Linh thần chân khí hợp điều, diêu trì kim mẫu, nung lò quá sanh, âm dương giao quá trụ hình, cũng vì tà mị xa tình mẹ con cõi trần trẻ nhiễm mùi ngon lây quanh lục đạo mẹ mòn mỏi trong long qua đại hội thưởng công đặc truyền thiên giáo mẹ mong con về kính thiên bài kệ cơ trời lời vàng mẹ dạy con ơi nhớ lời lời nguyện nguyện ngày an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả chúng sanh đều an lành.
Nguyện ngày an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả chúng sanh đều an lành. Nguyện ngày an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả chúng sanh đều an lành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Tam tự quy y, quy Ngọc Hoàng Thượng Đế cứu trần thế. Quy Pháp Phật là phương giải thoát. Quy Đạo Thiên Chân Truyền mẫu hoàng dạy.